Xin chào anh chị em. Thì cái đoạn này mình có thời gian nên mình chia sẻ với anh em một số cái gọi là cái thủ thuật để tìm những cái cổ phiếu, ví dụ như anh em thấy ở trên biểu đồ đây, khi mà thị trường chung tổng thể nó ok, nó báo cái tín hiệu tham gia, thì thị trường chung á, cái hệ thống mình đã làm ok, thì thời gian gần đây mình ngồi mình suy nghĩ tìm cách nào để tìm được những cái cổ phiếu nó chạy tốt hơn cái mặt bằng chung hoặc là tốt hơn trung bình, và nó có số liệu thống kê hẳn hoi để một cái dữ liệu được thống kê đàng hoàng, chứ không phải là chọn hên xui, chọn bằng cảm giác. Thì mình đang mình ngồi mình mò để tìm, thì mình chia sẻ vài cái kết quả cũng như cái cách làm của mình để anh em có thể lấy cái ý tưởng này để phát triển thêm. Thì anh em thấy mình cứ chọn cái giai đoạn này để làm chuẩn, ví dụ như cái tín hiệu nó báo mua từ ngày 24 tháng 4, thì tín hiệu này nó báo vào và nó báo thoát ở ngày 21, thì cái như mình lấy ngày hiện tại là ngày 22 luôn để mình tính nha. Thì anh em thấy mình quét ra cái, thì mình có làm cái code, mình cho giá nó thay đổi từ ngày tới ngày, và cái ngày làm mốc thì hôm nay mình chọn là ngày 24 tháng 4 năm 2024 nè. Thì anh em thấy tới thời điểm hiện tại thì trung bình cái này thì mình không phải để toàn thị trường mà mình chọn những cái mã lớn, thì mình có một cái list những cái mã trung bình giá trị giao dịch nó khoảng quanh quanh 10 tỷ trở lên. Thì anh em thấy là tổng thể trong giai đoạn mình chọn khoảng một tháng từ ngày 24 tới ngày 22 tháng 5 thì trung bình toàn thị trường nó tăng khoảng 10.8%. Thì anh em thấy ở trong đó có một số con nó tăng rất là dữ dội, ví dụ như con vận tải biển Việt Nam nó tăng tới 58.5%, hay là Viettel nó tăng tới cũng hơn 50%, nhiều mã nó tăng hơn 54%. Thì bù lại cái đó thì cũng có những cái mã nó tăng ít hơn thị trường chung, hoặc là một số mã nó còn giảm nữa. Nên là mình đi tìm cái cách chọn tổng quát để chọn được những cái cổ phiếu mà trung bình nó tăng tốt hơn thị trường chung. Thì mình ngồi mình mò khá là nhiều cách, thì mình chia sẻ lại vài cái cách để mọi người tham khảo và phát triển cái ý tưởng đó. Thì ở đây là tổng thể những cái toàn bộ thị trường, thì khi mình lấy những công cụ có sẵn của mình để ra mình test cho mọi người cái ý tưởng, thì đây là một trong những cái thằng mà một cái công cụ mà thời gian trước có một bạn làm bên quỹ, bạn yêu cầu mình viết code là chấm điểm các cái một số cái chỉ báo cho cổ phiếu và xếp hạng đó. Thì ví dụ như trong đây có xu hướng ngắn, xu hướng dài, RSI, rồi chen, rồi RS, rồi MFI hoặc là gap, rồi các cái thế VBA, Mercedes vân vân. Thì cái này nó có một cái thuật toán để mọi người chấm điểm. Thì ví dụ như ngày hôm đó mình lọc ra thì những cái con nào mà nó có tổng thể điểm lớn, nó xếp từ mình xếp hạng từ lớn tới nhỏ là, thì mình quét khoảng những cái mã khoảng 20 mã đầu tiên đây, thì mình đưa vào cái list nháp, xong qua bên đây mình chạy thử coi cái kết quả nó có ra cái quả trung bình có tốt hơn cái thằng này đáng kể không. Thì mình sẽ chọn ở đây là không phải toàn thị trường nữa, mình chọn cái list nháp để mọi người tham khảo thử. Đây ví dụ nháp, ok chạy. Thì cái kết quả tổng thể nên em thấy là nó ra thấp hơn cả thị trường chung. Thì ví dụ mình thống kê lại lần lần từng trường hợp để mọi người một hồi có cái mà so sánh nha. Ví dụ như đây là mình ghi nó là chấm điểm đi, chấm điểm chỉ báo đi. Là trường hợp cao nhất thì nó ra được trung bình của nó khoảng 9.39. Thì
Thị trường chung nó là 10.83 mọi người nhớ, còn dưới thị trường chung là tức là nó không có đẹp, mà nên là có thể anh em khỏi quan tâm, bỏ qua cũng được. Này là 9.319. Thì giả sử nó thấp hơn là mình test thử một cái điểm thấp nhất thử. Đây cái này là cao nhất. Cao nhất thì nó, nếu mà muốn chọn thấp nhất thì mình xếp hạng đây, trong mình chọn khoảng cũng khoảng 20 mã có cái kết quả chấm điểm này thấp nhất, để mình đưa vào lít nháp này, quay qua đây mình chạy lên xem cái kết quả nó ra có ok không. Thì anh em thấy kết quả nó còn tệ hơn hồi nãy một tí, thì cũng để vào đây là 7.99, 7.99. Thì cái này là chấm điểm, mình chạy một cái bỏ qua. Tiếp tục một cái tín hiệu mà mình hay dùng thì mình cũng quét ra mà mình đưa vào chạy thử, là cái tín hiệu về vi tay. Thì giả sử như mình quét toàn bộ những cái vùng màu màu vàng này, thường màu vàng này nó sẽ là test cung cạn cung, hoặc là thì ở đây mình chọn từ đầu tuần, là từ ngày 22 tháng 4 tới ngày 24 là cái ngày mà xuất hiện tín hiệu mua, ví dụ thằng nào nó có tín hiệu này mình đưa vào hết. Thì qua đây mình cũng chạy là thử xem nó kết quả nó có ra cải thiện hay không. Cái đây nó cải thiện hơn được một chút, nó ra kết quả được 13.18%. Cái này là tín hiệu phía tây đi. Thì được 13.8, ghi số gần đúng này. Thì giả sử nếu mà anh em không chọn cái màu vàng á, mình chọn cái màu xanh. Màu xanh này tức là những cái thằng mà ngày hôm đó nó tăng tốt kèm với vol lớn hơn á, thì chọn thử. Trước đây cũng có vài cái ngày màu xanh. Rồi qua đây chạy kết quả ra thử. Thì những cái mã mà nó đã tăng tốt rồi á, thì chạy ra cái kết quả nó cũng cơ bản nó cao hơn thị trường chung một chút, nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái thằng chưa tăng á. Tín hiệu VSA này là tín hiệu VSA xanh, thì ra kết quả nó được khoảng 12.8, 12.8%. Thị trường chung thì nó khoảng 10.8%. Một cái mình cũng làm tiếp một cái nữa, ví dụ cái này xong rồi thì tắt nó đi cho nó gọn. Một cái những cái tín hiệu mà mình hay chạy thì mình cũng đưa vào test thử cho anh em tham khảo, ví dụ như những cái chiến lược mà hay dùng bắt đáy. Giả sử như những thằng mà ngày 24 nó xuất hiện có cái tín hiệu bắt đáy thử nha. Thì nó ra được khoảng 7-8 mã. Ok. Qua đây chạy kết quả thử. Hay thì những cái thằng tín hiệu bắt đáy theo tín hiệu nến nhật này,
nó sẽ ra cho kết quả cải thiện khá là tốt hơn so với những thằng vừa nãy giờ mình bắt đáy. Tín hiệu làm đặt số 2, tại vì trong code mình để nó số 2 thì nó ra cái kết quả được là khoảng 16.8%. Cứ lọc vài cái tín hiệu, ví dụ cái tín hiệu vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thị trường nó đang ở cái vùng vùng đáy này, nên mình lọc vượt đỉnh có thể là nó không xuất hiện cái tín hiệu. Tuy nhiên là vẫn lọc thử xem nó có ra được cái thằng nào không. Thì cái tín hiệu vượt đỉnh này là cái tín hiệu mà nó mua khi mà giá nó vượt một cái đỉnh ngắn hạn trước đó kèm với vol rất là lớn. Ví dụ lọc ra một số mã như FRT, mình nhấp vào FRT cho anh em xem thử, thì ngày ngày 20 ngày 24 là cái cây này. Anh em thấy là vol nó rất là cao và nó vượt trước đó. Nếu mà anh em mua theo cái kiểu này thì khi mà test ra trung bình kết quả nó cũng không phải là quá đẹp, nó cũng thuộc dạng hơi tệ. Trung bình nó chỉ được khoảng 7.56% thôi. Thì mình ghi đây sẽ là vượt đỉnh. Nên là cái trường phái mà mình hay hay dùng á, mình lại không thích mua khi mà cổ phiếu nó red kèm với vol lớn là kiểu vậy. Ví dụ đồng ý trong cái nhóm này anh chị em có thể chọn hên xui. Tuy nhiên là tổng thể bao nhiêu đây thì chỉ có hai mã là nó tăng tốt hơn trung bình, còn lại nó tăng thấp hơn trung bình khá là nhiều. Thì ở đây cũng là một cái trường phái mà rất là nhiều người thích, thì mình tắt cái này. Còn một cái trường phái mà mình muốn chia sẻ với anh em nhiều và mình thấy nó giai đoạn có thể là nó là cái thằng hiệu quả là xếp hạng RS á. Thằng này thì RS theo nếu mà anh em đọc nhiều sách thì có thể thấy, thì bản chất khi mình lọc ra mình sẽ có xếp hạng theo ba thằng. Một là theo giá, hai là theo vol. Và cái này là một cái chỉ báo mà mình tính cũng một dạng tính vol thôi, mình để gen phụ. Thì quan trọng nhất là giả sử như ngày nó là ngày mình đổi lại là ngày, cái này là hôm nay mình thử ngày 24 tháng 4 năm 2024 là nó trùng với mấy cái code kia, 4 tháng 4 2024 mình chạy ra. Thì cái code này bởi vì nó chạy vòng lặp nhiều nên nó tốn cũng hơi khá tốn thời gian. Tuy nhiên là mỗi ngày mình chỉ chạy khoảng thời gian mình chạy chỉ có thể một lần thôi, nên là tốn khoảng 1 phút thì cũng không phải là vấn đề. Thì anh em thấy là nó ra toàn cái bản tổng thể này mà mình hay chụp cho khách trên nhóm mà mình hay đẩy lên á. Thì nó có vol hàng ngày. Thì bây giờ thay vì xếp hạng theo vol, nó mình nhấp vào đây để cho nó xếp hạng theo RS, thì mình sẽ chọn những cái mã có RS lớn hơn 90.
tức là cái mức tăng giá của nó tốt hơn 90% phần còn lại, và cộng với một cái điểm nữa là giá trị giao dịch nó 100 gửi tỷ mỗi ngày trở xuống, trung bình giá trị giao dịch trung bình nó 100 gửi tỷ trở xuống, thì bởi vì những cái mã lớn á là nó biến động không có đủ phê, nên là thường mình không thích. Và mình đã test rồi, những cái mã lớn kết quả nó trung bình nó cũng tương đối thấp hơn so với những cái mã nằm ở tầm trung. Thì giả sử như mình chọn những cái mã này, những cái mã có RS trên trên 90 và giá trị giao dịch nó thì nó dưới 100 gửi tỷ, còn những thằng nào trên 100 gửi tỷ thì bỏ qua. Rồi nó ra được khoảng bao nhiêu mã đây? Rồi đem qua mình chạy cái kết quả thử. Thì em thấy là cái kết quả nó cho vượt trội hơn so với những cái trường hợp từ giờ mình làm, thì em thấy là ở đây nó cho 20,2%, thì ở đây mình đánh dấu là trường hợp là RS lớn hơn 90 và giá trị giao dịch bé hơn 150 tỷ. Thì đây nó cho ra kết quả là 20,24%, trung bình khoảng một tháng, gấp đôi thị trường chung, gấp đôi tổng thể trung bình thị trường. Chứ còn thị trường chung giai đoạn này thì nó tăng có khoảng, nếu mà anh em lấy cái thước ra đo thì từ đây tới thời điểm hiện tại là nó tăng có khoảng quanh quanh đâu khoảng 6%, 5 chấm mấy%. Còn cổ phiếu thì nó tăng tốt hơn, thì đây là một cái cách. Còn một cái cách nữa, giả sử như anh em thay vì anh em quan tâm tới giá thì anh em quan tâm tới vol, thì vol mình cũng có làm thử. Ví dụ như về vol thì cứ chọn tương tự vậy xem nó ra kết quả như thế nào. Thì cái này là một số cái cách mình gợi ý, thì anh em có thể về test thêm là vừa vừa RS về giá, vừa RS về vol, thì xem nó có hiệu quả hơn không. Rồi tới đây là những thằng lớn hơn 90. Thì nó cho ra cũng được khoảng 19, 17.19, cũng kết quả khá. Mấy chấm hai. Thì đây là những cái mà mình làm gần đây. Có một anh chia sẻ cho mình một cái phương pháp mà mình thấy nó cũng có lý thuyết và có thể chấp nhận được. Giả sử như đây mình bỏ này đi, thì mình lọc cơ bản là lọc những cái cổ phiếu mà có thằng MACD trên cả khung tuần và khung ngày nó đang hướng tốt, thì mình tách cho thằng MACD để mình đưa vào mình thì cái code này chỉ là MACD bình thường ha. Mình lọc những thằng histogram lớn hơn một, lớn hơn không, tức là nó thằng MACD nó cắt lên. Tuy nhiên là lọc trên cái khung tuần trước, thì cái này nó sẽ có một cái vấn đề. Nếu mà anh em muốn lọc trên khung tuần thì anh em phải chọn cái ngày cuối tuần nó mới chạy. Ví dụ như cái ngày cuối tuần của tuần trước nó là ngày 19, thì mình cứ bỏ vào đây ngày ngày 19 mình chạy thử và chỉnh cái này sang sang khung tuần, thì nó ra bao nhiêu đây để mình đưa vào cái lít nháp. Rồi mình lọc lại một lần nữa trên trên khung ngày thì vẫn là
Chọn ngày hiện tại là ngày 24 là cái ngày có tín hiệu mua, xem những cái thằng nào mà trên khung tuần nó lớn hơn, mà CD nó lớn hơn là signal, và trên khung ngày cũng vậy. Thì chỗ này tại vì cái lít nháp là mình đã lọc một lần những thằng trên khung tuần nó thỏ rồi, bây giờ mình lọc xem những thằng nào trên khung ngày nó thỏ nữa, thì nó ra khoảng chỉ còn lại khá là ít, 5 6 mã thôi. Thì em thấy theo cái cách này á, những cái mã nó ít và chạy ra nó cũng khá là ok, nó ra tới 23.08%. Thì đây cũng là một cái cách lựa chọn khá là ổn mà CD tuần và mà CD ngày lớn hơn signal, thì nó ra cái kết quả tổng thể tới được 23.08. Thì tổng thể là anh em thấy là khi mà chọn được thị trường chung ok thì tổng thể hết vẫn có lãi, đánh theo kiểu gì cũng có lãi. Tuy nhiên là những cái mà theo những cái chỉ báo, quá nhiều cái chỉ báo phổ biến á, thì kết quả nó cũng gần như là thấp hơn thị trường chung á. Còn mua vượt đỉnh cũng là một cái tín hiệu cũng không phải là khá. Thì trên cái bảng tổng thể này thì hiện tại MACD trên khung tuần chung ngày ok, cơ bản hết là những thứ này nó theo phân tích kỹ thuật hết. Thì một số anh em hay nói giả sử như thị trường nó ok, cứ nhắm vào những cái mã có cơ bản ngon mà đánh, thì cơ bản ngon tùy theo cái quan niệm của mỗi người. Tuy nhiên là mình cũng có đưa cái dữ liệu cơ bản vào được, nên mình cũng quay qua mình test cái dữ liệu cơ bản thử vài mã cho anh em thấy. Thì cái bảng này là cái bảng mình lọc ra những cái mã mà cái điều kiện của lọc mình là doanh thu 3 quý gần nhất là nó tăng liên tiếp, và lợi nhuận gộp 3 quý gần nhất nó cũng tăng liên tiếp. Thì lọc ra được bao nhiêu mã đây, thì mình ví dụ mình nhấp vào thằng ANV này, anh em thấy thì doanh thu là cái đường chấm chấm màu đỏ bên trên nè, thì 3 quý gần nhất là nó tăng liên tiếp, và lợi nhuận cũng vậy, 3 quý gần nhất nó tăng liên tiếp. Thì mình lọc ra những cái mã dạng dạng kiểu này, hoặc là thì anh em thấy con BCM này cũng vậy, doanh thu lợi nhuận gộp và lợi nhuận gồng mọi thứ nó quý vừa rồi nó tăng rất là mạnh so với cả so với lịch sử và so với cái những quý gần đây của nó. Thì mình lọc ra thử kiểu này, và cái này nó tương đối nhiều mã, mình đưa vào cái lít nháp mình chạy như hồi nãy giờ làm thử nha, xem cái hiệu quả nó có cao hơn không. À, cái này thời gian nó sai, nó reset lại 24 tháng 4 2024. Ok, thì anh em thấy nó ra cũng xem với thị trường chung thôi, không có khá hơn mấy. Thì mình đi lọc một cái điều kiện khác, giả sử như anh em thích thằng về BEBB, hoặc là thích những cái cổ phiếu gọi là đầu tư giá trị, đi tìm những cổ phiếu rẻ, thì ở đây nó ra những cái mã, bởi vì dữ liệu này là dữ liệu mình đưa vào nên là nó sẽ có BEBB EBS quá khứ luôn, nên là anh em thấy giả sử như cái đây nó mình sắp xếp theo phần trăm thay đổi của thằng in xe EBS, thì từ cao xuống thấp một số thằng nó có đột biến về lợi nhuận trong cái cái này để mình chọn lại nó một cái thời gian làm móc nữa, ví dụ so với quý trước thôi chứ so xa quá, nó so với quý trước thì có thể chọn là tháng tháng 12 tháng 11 đi. Ok, là cái ngày này nó là ngay ngày chủ nhật hay gì không, đúng là ngay ngày chủ nhật.
Thì đây là những cái mã mà nó cho cái EBS tăng nhiều nhất phần trăm BE. Thì những cái thằng mà thì anh em biết là BE nó thay đổi, thì đây mình có thể chọn theo bất cứ cái thông số nào. Giả sử như bây giờ chọn những thằng có BE, đang có BE thấp đi, thấp nhưng không được âm, những cái mã này là có thể mình do mình thiếu dữ liệu thì có thể bỏ qua. Anh em chọn ví dụ những cái con có BE từ 7.5 cho xuống rồi. Thì nó ra kết quả cũng rất là xem với thị trường. Thì đây là cũng là một cái vài cái gợi ý, thì tùy cái khẩu vị của anh em. Nhưng mà đối với mình, những cái hệ số BEBB của cổ phiếu là một cái phần rất nhỏ trong phân tích cơ bản, chứ không phải nó là cái phân tích cơ bản, nên anh em dựa vào đó để kiếm cơm mình nghĩ rất là khó. Hoặc là mình chạy BB thử, BB những thằng giả sử như có BB nhỏ quá thì nó cũng hơi tào lao. Ví dụ như cho BB từ 0.5 tới 1 ha. Thì nó ra cũng xem với thị trường chung, cao hơn thị trường chung một tí, những cái thằng BB từ 0.5 tới 1. Thì đây là những cái một số cái cách. Thì ở đây mình dựa theo BB từ 0.5 tới 1 thì nó cho ra được khoảng 11.3 rồi. Ok, 11.2. Thì đó, anh em thấy, anh em nhìn đến, anh em có cái ý tưởng phát triển thêm. Thì chắc là hôm nay mình cũng chia sẻ cái phương pháp để mà mình test, và nó ra một cái số liệu cụ thể để mình chọn, chứ mình không có muốn chọn hên xui. Giả sử lần này anh em chọn được may mắn, nhưng mà những lần tới thì nó lại về đường dài, nó không có thống nhất cái kết quả với nhau. Nên là mình làm cái gì mình cũng thích dựa vào số liệu và dựa vào thống kê là chính. Bản chất một hai lần có thể nó sai, nhưng mà anh em làm 10 lần, 20 lần thì chắc chắn nó phải quay về cái kết quả số liệu thống kê của mình. Thì đây là cái cách thủ công hoàn toàn thôi. Còn giả sử như nếu mà anh em có phân tích thêm vĩ mô, phân tích thêm nhóm ngành á, thì sẽ kết quả ok hơn. Cơ bản nhất vẫn là điểm vào điểm ra theo thị trường chung. Nếu mà ok thì anh em đánh theo kiểu gì cũng có ăn, có thể là ít, có thể là nhiều. Thì anh em thấy cái nhịp này khá là mạnh. Thì sắp tới mình sẽ ưu tiên những cái thằng mà nó cho cái kết quả tốt hơn mặt bằng chung, và mình cũng sẽ cố gắng mình tìm kiếm và mình cải thiện lần lần để cho nó ra được những cái kết quả tốt hơn. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi, hy vọng những cái chia sẻ này có thể nảy ra cho anh em một vài cái ý tưởng gì đó.